Đạt chính là cầu thủ lợi binh xuất phát đầu tiên của Hà Nội Buffalo. Vâng, vừa rồi là một pha steal. Pha rebound rất tốt của Thomas, thêm 2 điểm, tức là cầu thủ số 32 rồi. Thành Đạt. Pha đột phá của Marcus. Giải đấu hôm nay phần cân tốt của Nguyễn Thị. Triple được phá. Đội chủ ghi 2 điểm của Triple. Một pha phối hợp rất tốt của Triple, Marcus và Thomas. Triple đang có những bước chuyển khá rất tốt. Một pha lưới rất hay của Triple và Marcus. Pha đột phá rất hay của Justin Young. Pha ghi 2 điểm của Marcus.